Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 và băng tần 26.9 của chúng tôi, băng tần mới tại Las Vegas. Và đặc biệt là quý khán giả đang theo dõi ở trên Facebook cũng như YouTube VNA TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian quý báu của quý khán giả mỗi ngày, từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, từ lúc 6 giờ đến 7 giờ để theo dõi live streaming của chúng tôi và sau đó theo dõi lại ở trên cả ba băng tần của chúng tôi từ lúc 7 giờ đến 8 giờ, rồi sau đó thì tiếp tục là ngày thứ bảy, nhưng mà bây giờ đó vào ngày thứ tư đó thì cái live streaming của chúng tôi là lúc 7 giờ và quý vị vẫn dành thời gian để theo dõi chương trình. Cảm ơn quý khán giả nhiều lắm và người thực hiện cùng với Mỹ Linh hàng ngày vẫn là nhà báo Dư Miên. Dạ, con chào bác. Vâng, thân ái chào quý khán giả của đài VNA TV và thân mến chào Mỹ Linh. Dạ, và kính thưa quý khán giả và xin phép bác Dư Miên là ngày hôm nay đó, Mỹ Linh chắc là phải đưa cái bản tin này liền, tại vì Mỹ Linh nghĩ là quý khán giả nóng lòng, cho nên là Mỹ Linh sẽ gửi đến cho quý vị bản tin này liền ngay nha. Dạ, đó là bản tin liên quan đến việc Hạ viện đã approve, tức là đã đồng ý cho cái số tiền 1.900 tỷ cho cái ngân sách cứu trợ COVID-19. Dạ, cái này là mình đoán hơi sai. Mình đoán là Hạ viện khó có thể nào đồng ý một cái số điều khoản của Thượng viện, nhưng cuối cùng là chắc là để cho ông Biden có cái nói ở trong ngày mai đó, cho nên là họ approve rồi, thưa quý vị, để cho ông Biden có cái để mình nói chuyện chứ, phải không? Thì bây giờ Hạ viện đã thông qua ngân sách cứu trợ 1.900 tỷ. Cái chắc 1.400 sẽ gửi đến cho quý vị rất là sớm thôi. Và dự tính là ngày thứ 6 này, ông Joe Biden sẽ ký thành luật, kính thưa quý vị. Và là tại vì chắc là có lẽ là do cái thời gian hơi gấp rút, cho nên là ông Biden sẽ không kịp ký vào hôm nay hay là ngày mai, mà sẽ ký vào ngày thứ 6, sẽ thành luật. Như vậy là trong đầu tuần thôi thì bắt đầu là stimulus check sẽ được gửi ra, rồi cũng như là các ngân khoản sẽ được gửi đến các tiểu bang. Và bây giờ thì cuối cùng thì Hạ viện cũng đã đồng ý với ngân sách 1.900 tỷ, trong đó sẽ có $300 mỗi tuần cho những người gọi là thất nghiệp đó quý vị, bị khai thất nghiệp thì sẽ được $300 mỗi tuần. Mỗi người dân sẽ được cái check là 1.400. Nếu quý vị làm đến 80.000 một năm thì không còn cái check đó nữa, và một cặp vợ chồng thì là 160.000 một năm thì coi như không còn cái check 1.400 nữa. Thì để cho quý vị hiểu, tại vì Mỹ Linh nghĩ đó là thông tin mà quý vị rồi có thể là đơn giản nhất để cho quý vị có thể hiểu được cái stimulus check và cái khoản tiền ngân sách cứu trợ, tại vì ngân sách cứu trợ này nó bao gồm rất là nhiều điều khoản. Ở trong đó bây giờ có thêm một khoản tiền lớn dành cho các cơ sở thương mại nữa nha quý vị. Cho nên cái chương trình là PPP, tức là Paycheck Protection Program á, là tiếp tục là sẽ được gửi đến cho quý vị cái PPP đó. Cho nên là quý vị có thể tiếp tục apply cho cái Second Withdrawal để mà lần thứ hai quý vị sẽ tiếp tục được PPP. Hoặc là quý vị nào mà các cơ sở thương mại quý vị cần cái EIDL loan đó thì cũng được luôn, và nó không có thay đổi nhiều so với ngân sách cứu trợ những lần trước. Thì quý vị có thể đến với những văn phòng mà chuyên về thuế vụ hoặc là hoạch định tài chính thì họ có thể giúp cho quý vị nhiều, hoặc là những quý vị nào quý vị biết nhiều về tiếng Anh thì quý vị có thể điền cho cơ sở thương mại của quý vị. Đó cũng là những cái form đơn giản chứ cũng không phải là quá khó khăn. Dạ nha quý vị nha, tức là chương trình PPP, EIDL lại tiếp tục cho các cơ sở thương mại, rồi stimulus check được gửi ra cho người dân, mỗi người là 1.400. Dạ đó, thì cái đó là so far, còn những người mà thất nghiệp thì sẽ được $300 mỗi tuần. Lúc đầu đó là Hạ viện muốn 400, Thượng viện chỉ muốn 300 thôi, rồi xong cuối cùng Thượng viện mới làm cái văn bản mới gửi ngược lại cho Hạ viện. Tưởng đâu là Hạ viện sẽ gây khó khăn để muốn đòi nhất quyết 400, nhưng cuối cùng là họ thông qua luôn. Có lẽ là tại vì để cho ông Biden dễ xử hơn và có chuyện nói vào ngày mai, cho nên cuối cùng họ cũng không làm khó dễ mà đã approve hồi chiều hôm nay, kính thưa quý vị. Thật sự là ông Biden đang bị rất là nhiều áp lực để làm sao mà gửi đến người dân cái tiền stimulus check, tức là tiền cứu trợ một cách nhanh nhất, là tại vì tất cả nó đang bị trì hoãn, trong khi là ông ta đã gọi là nhậm chức cũng đã được hơn một tháng rồi, nhưng mà tình hình thì nó vẫn chưa có được khả quan lắm, và người dân cho đến nay thì vẫn cái số tiền vẫn chưa nhận được, cho nên ông ta phải tìm mọi cách nhanh chóng nhất. Thì cái này là có thể là áp lực lên cho ông Joe Biden, kính thưa quý vị. Và bây giờ bên bộ ngân khố đó thì họ nói là cái số tiền này sẽ được gửi đến cho người dân nhanh hơn, tại vì không cần có cái tên của tổng thống được in ở trên cái check.
Đổ lỗi. Nói hồi xưa đó là tổng thống Donald Trump là đòi in tên trên cái check, cho nên là nó gửi lâu hơn, còn bây giờ họ gửi nhanh hơn. Nhưng thật ra đó, Mỹ Linh không nghĩ là cái chuyện đó là một chuyện lớn, là tại vì khi mà họ làm system như vậy, nó không phải là nó quá khó khăn đâu. Nhưng mà bây giờ thì để cho cái cớ để nói thôi, thì họ nói như vậy. Còn Mỹ Linh thấy là thật ra những khoản tiền tổng thống Trump muốn gửi cho người dân á, gửi đến rất là nhanh, không không có hề chậm trễ. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Biden đã bị trễ khá lâu rồi, thì đến bây giờ sẽ được approve, và đã approve tại Thượng viện, tại Hạ viện rồi. Bây giờ chỉ có ông Biden chỉ ký thôi, và ngày thứ sáu ông ta sẽ ký, và chúng ta sẽ nhận được cái khoản ngân sách cứu trợ này. Đó là tin mà quý vị quan tâm nhất trong ngày hôm nay. Và đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, kính thưa quý vị. Cuộc quay trở lại với nhà báo Du Miên, thưa bác. Mỹ Linh nói rất là hay, nhưng mà có một cái chi tiết mà cũng buồn cười đó Mỹ Linh. Cái vấn đề là ông ký cái gói cứu trợ này thì khi cái đó là thủ tục, đương nhiên là ông có một chữ ký thôi. Nhưng mà trên cái check đó chỉ để tên ông Joe Biden không đó, giống như là Donald Trump đó, là người ta in sẵn chứ đâu có tốn gì gì đâu, máy nó chạy chứ đâu phải ông ổn ký mấy triệu chữ ký đâu mà nó chậm. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện người ta nghĩa là nghĩ ra cái cách để giải thích cho nó vui thôi, cho nó có vẻ ly kỳ và hấp dẫn thôi. Bây giờ đó Mỹ Linh bây giờ Mỹ Linh biết tâm lý khán giả đó, bây giờ muốn nghe cái tin gì trước thì chúng tôi trình bày cái tin đó trước. Dạ, khán giả Muốn biết bây giờ khán giả đang tâm lý vui vẻ lắm, tại chuẩn bị nhận được cái check rồi, cho nên là tin nào tới là cũng nhận hết. Dạ, tại vì tưởng là áp lực, vâng là tưởng thưa đâu quý là vị, mình chờ có rập mọc râu luôn á chứ mới được, nhưng mà so far bây giờ thì có rồi, vâng chắc là vui vẻ rồi. quý vị đã nghe chúng tôi loan tin và báo chí khắp nơi trên thế giới đề cập đến câu chuyện ông Biden muốn làm một người khác ông Trump, có nghĩa là ông Trump đen thì ông phải nói trắng mà ông Trump xanh thì ông phải nói đỏ, cho nó có vẻ tương phản để cho người ta chú ý, để che khuất những cái ở đằng sau đường lèo lái nước khoe kỳ, thưa quý vị. Nhưng mà xui cho ổng quá, quý vị biết là ổng vô là ổng dớt tất cả những cái lệnh hành pháp, rồi tất cả những nhân vật nào mà của ông Trump đề bạt đề cử vô tất bộ ngành tất cả các nơi, nhất là trong ngành luật pháp, các ông trưởng trưởng lý của một số tòa án ông cũng thay đổi. Nhưng mà xui quá ngày hôm nay đó thì bên ban kỹ thuật lấy giùm cho cái tin số 1, tờ báo The Hill đã đưa ra một cái bức tranh mà quý vị nhìn thấy ở trên màn ảnh của chúng tôi. Đó là ít nhất có 24 nhân vật được Tổng thống Trump bổ nhiệm vô trong nội các, trong các bộ ngành mà giữ vai trò rất quan trọng, bây giờ ngồi chễm chệ trong vai trò mới trong nội các của ông Biden. Họ là những ai? Thưa quý vị, có tất cả là 24 người. Bây giờ là có tất cả là 24 người đương ở trong các bộ ngành và giữ những vai trò mà nếu như ông Biden mà ông không có tôn trọng cái tài của những người này đó thì chắc chắn là ông sẽ không giữ khoảng những người này lại trong nội các mới của ông. Điều này nói lên cái gì, thưa quý vị? Nói lên một cái điều là làm những công việc để cho che khuất những cái chuyện khuyết điểm của mình. Nhưng mà ông Biden bị cái tờ báo này, họ lấy một bản báo cáo của những người phe tả, mà phe tả khó chịu đó, gần giống như là chỉ trích ông Biden, nhưng mà phe dân chủ người ta khôn lắm, người ta chỉ có đưa ra chứ người ta không có lộ hẳn là người ta chỉ trích, để cho giữ cái tình gọi là đoàn kết trong ngoặc kép của đảng Dân Chủ. Vâng, trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, kính thưa quý khán giả, tiếp đến Mỹ Linh gửi đến cho quý vị một bản tin cũng liên quan đến Thượng viện. Thượng viện hôm nay hình như là làm việc cơ bộ hăng hái lắm á. Dạ, cho nên hôm nay là có nhiều tin liên quan đến Thượng viện lắm nha. Dạ, thưa quý vị, Thượng viện đã bỏ phiếu xác nhận ông Garland làm tổng chưởng lý. Quý vị nhớ là tổng chưởng lý là một nhân vật rất là quan trọng nha. Và thật sự là làm việc cùng với lại tổng thống. Và quý vị nhớ là ông William Barr là người mà hồi xưa đó được Tổng thống Donald Trump đưa vào
vào. Và cuối cùng thì sao? Ông ta nói là không có một cái nền móng nào để cho thấy là có một cái gọi là một sự gian lận bầu cử ở nhiều nơi, ở trên nhiều tầng lớp khác nhau đó. Ông ta nói vậy đó. Và cuối cùng thì ông ta từ chức trước ngày Giáng sinh, quý vị nhớ không? Đó, thì một nhân vật thay thế cho ông William Barr bây giờ chính là ông Garland. Thì ngày hôm nay thiện viện làm việc một cách gọi là nhanh chóng và cũng như là hết công suất đó, để mà cho thấy hôm nay họ đã xác nhận được ông Merrick Garland sẽ trở thành tổng trưởng lý của tổng thống Biden. Đây là một bước ngoặt kể từ khi mà năm 2016 thì ông này đã bị mắc kẹt lơ lửng ở tại thượng viện và không biết một cái chức danh thật sự cụ thể nào. Và hồi hôm nay thì các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu 70-30 để chấp nhận sự đề cử ông Garland trở thành người lãnh đạo của Bộ Tư pháp, tức là tổng trưởng lý. Và ông này, cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra hồi trước, là trong 5 năm trước thì ông Obama đã từng đề cử ông này vào cái chức vụ của thẩm phán của tòa án tối cao. Khi mà lúc đó ông Antonin Scalia đã qua đời thì muốn đưa ông này vào, nhưng mà cuối cùng thì không được. Mà lúc đó là cái thượng viện không đồng ý, làm cho ông ta lơ lửng luôn ở cái vị trí mà không có rõ. Thì đến bây giờ khi mà ông Biden lên đó, thì đã đưa được ông Merrick Garland để mà trở thành tổng trưởng lý của mình. Tại vì thực sự nhân vật tổng trưởng lý, chức vụ của họ rất là gắn bó với tổng thống, và có thể nói là một người sẽ giúp cho tổng thống rất là nhiều về chuyên trách các vấn đề về gọi là hiến pháp, cho nên là sẽ giải thích rõ cho tổng thống những cái hiến pháp, rồi cũng như là đồng hành rất là nhiều với lại tổng thống. Cho nên là chính ông Joe Biden cũng muốn lựa chọn ông này như là một phần ở trong những cánh tay của mình để có thể giúp ông ta làm việc được. Cho nên là bây giờ thì ông ta đã vượt qua một cách rất là dễ dàng với là những cái lá phiếu đồng ý của thượng viện 70-30, thưa quý vị. Và bây giờ chính thức ông Merrick Garland sẽ là tổng trưởng lý của nước Mỹ, kính thưa quý khán giả. Đó là bản tin của ngày hôm nay. Và một lát nữa sẽ có tin thượng viện approve một người nữa ngày hôm nay. Hôm nay hình như thượng viện là mở hết máy, làm việc hết sức luôn đó, thưa quý vị. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi nha. Hello quý vị Dương Trần. Và chúc Mỹ Linh và bác Kiều Miên một buổi tối bình an. Và cảm ơn quý vị từ Los Angeles. Quý vị Trương Thị Thủy Tiên. Và quý vị Thanh Trần, chị hôm nay đẹp quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị Thanh Trần. Quý vị Tuấn Anh. Dạ, xin chào quý vị Linh Trần tại Houston. Dạ, quý vị Linh Trần ở tại Houston luôn đó. Dạ, quý vị Hoa Nguyễn. Và có quý vị US Army. Dạ, cái này là câu này nói xong là bác Du Miên rồi. Chỉ có bác Du Miên mới nói nổi thôi. Dạ, là chết rồi. Từ năm 2016 tới giờ tôi vẫn ủng hộ Tổng thống Trump. Rồi có được lãnh tiền của chú Bảy gian lận Joe Biden không? Vì tôi đâu có ủng hộ chú Bảy gian lận. Câu này chỉ có bác Chu Miên trả lời nổi thôi. Dạ, không biết có không bác ơi? Thì dạ. Người ta gửi cho mình thì mình cứ... mình không lấy tay phải, mình nhận tay trái, rồi mình bỏ giấu vợ đi ra ngoài mình nhậu cũng được, không có sao hết á. Nhưng tiền... mà... quan trọng đó là cái tiền này chú cứ nhận đi, mà cái tiền này là mình nhận mà trong danh dự, tại vì tiền này Tổng thống Trump muốn, không phải là ông Joe Biden. Từ của Tổng Trump, yeah. Phải hiểu là từ Tổng thống Trump muốn cho người dân 2.000, họ cố họ làm khó dễ và Tổng thống Trump cuối cùng phải approve để gọi là cho người dân có tiền tạm trước đi, là ngay lập tức ký để người dân được 600 liền ngay lập tức, đúng không? Quý vị nhớ không? 600 ký liền quý vị nhận được tiền liền. Bây giờ 1.400 cộng lại 600 là 2.000, đó là số tiền Tổng thống Trump muốn. Cho nên cái này là tiền của Tổng thống Trump chứ, dạ nhận là đúng rồi. Dạ. Còn ai mà nhận của Biden nói được đây, đúng không? Ở trong nhà mình đó, những ai mà nói là đây là tiền của Biden thì mình cứ nói ok, được đây, đúng không? Đó, trời ơi, có vụ này không mà tranh cãi suốt cả gia đình đó, không phải giỡn đâu. Dạ, cảm ơn quý vị Don Sài Gòn, hello. Dạ. Chị Trần Ngọc Minh chào anh Dương. Dạ, chú Trần Ngọc Minh chào anh Dương Miên và chị Mỹ Linh Khả Ái. Dạ, cảm ơn quý vị Hảo Trần. Dạ, xin chào chị, quý vị Hồng Đào. Dạ, từ New York. À, chúng ta có nhiều vị khán giả từ New York theo dõi chương trình ha. Dạ, quý vị Lý Hảo Giang thấy Mỹ Linh vui là cả nhà vui theo. Ồ, dạ, vậy Mỹ Linh phải cười nhiều hơn để quý vị vui ha. Dạ, quý vị Hana Nguyễn chào nhà báo Dương Miên và Mỹ Linh. Chúc sức khỏe và bình an. Dạ. Quý vị Tường Giang, dạ chào Mỹ Linh và nhà báo Duy Miên. Từ ở Đức luôn, wow, quý vị từ ở bên Đức, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú Tường Giang, chúc hai bác cháu sức khỏe và vạn sự cát tường. Dạ cảm ơn nhiều lắm, quý vị Huỳnh Thị Thúy. Dạ hello, quý vị Mỹ Lê Khang.
Dạ, xin chào buổi tối từ Montreal, Canada. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, quý vị Xuân Hồng Nguyễn mến chào Mỹ Linh và nhà báo Duy Minh Phong đang mặt và luôn cầu chúc mọi người luôn yêu thương chương trình VNATV một buổi tối an lành và mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn cô Xuân Hồng Nguyễn rất nhiều từ Đan Mạch đã tham dự chương trình nhé. Hello chị Wendy Nguyễn. Dạ, hello chú Bùi Thắng, cô Maki. Dạ, hello quý vị Linh Trần, bữa nay Mỹ Linh vui quá. Dạ, cảm ơn. Quý vị Trần Thiếu, chào hai người hùng. Dạ, xin chào. Dạ, quý vị Bùi Thắng, cô Maki là ở từ Nhật Bản. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, quý vị Thái Trương. Quý vị Thái Trương, con chào cậu hai và Mỹ Linh dồi dào sức khỏe. Ok, dạ, đây là cháu của Phát Duy Biên. Nhớ bấm like nha. Dạ, nhớ bấm like cho cậu hai. Dạ rồi, Trúc Nguyễn, dạ quý vị Trúc Nguyễn, chắc ngày mai ông Bảy sẽ nói ăn tròn cuộc bầu cử của Tổng thống Trump mới vui. Dạ, đó ngày mai đó thì không biết ông Bảy sẽ nói cái gì. Thật sự ông Biden không biết là sẽ nói gì ngày mai nữa. Chỉ có điều là Tòa Bạch Ốc á, có nói là ông sẽ đưa ra cái sự mất mát của người Mỹ. Nói đến sự mất mát người Mỹ đã trải qua và sẽ nói đến tương lai. Đó, cái đó là cái thông điệp mà ông Joe Biden sẽ nói ngày mai đó, thưa quý vị. Dạ, bây giờ thì chúng ta quay trở lại chương trình nhé. Dạ, và bây giờ thì sẽ đến với những bản tin tiếp theo. Dạ, xin mời bác, thưa bác nhà báo Du Miên. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là cái tin số 2 ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chấp thuận đề nghị của cảnh sát Capitol Hill cho gia hạn vệ binh quốc gia, lực lượng vệ binh quốc gia vẫn ở lại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để bảo vệ cho ông Biden và những dân biểu nghị sĩ ở đồi Capitol cho tới ngày 23 tháng 5, có nghĩa là 2 tháng nữa. Nhưng mà tới lúc đó mà họ thấy là có rục rịch cái gì chắc họ xin nữa. Cho nên cái chuyện mà cái hình ảnh của nước Mỹ dưới thời Biden nó phải có hàng rào kẽm gai nè, nó phải có lính đi qua đi lại nó mới quay hơn, chứ còn yên bình thì không thích đâu. Thưa quý vị biết là cái chuyện này là một cái câu chuyện có lẽ là lần thứ nhì trong lịch sử mà nó kéo dài mấy trăm năm mới diễn ra lần thứ nhì. Người ta sống ở trong nước Mỹ, sống trong một cảnh thanh bình lâu lắm. Bây giờ tại sao không có chuyện gì hết mà vẫn duy trì vệ binh quốc gia, vẫn duy trì những hàng rào kẽm gai, vẫn duy trì những cái hàng rào kẽm để che khuất cái hình ảnh vĩ đại của một nước Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới? Tôi không hiểu. Quý vị có thể tìm câu trả lời giùm. Dạ, bây giờ đó mình có thể nói là đảng Dân Chủ đã tạo ra một cái rào cản để cho người dân không có tìm ra được sự thật, để cho gọi là cản trở, để cho người dân cảm thấy là cái tâm lý là giống như mình đang ở trong một cái thời kỳ mà những cái thông tin đang bị nhiễu loạn, tiếng nói của người dân đang bị đàn áp, hình ảnh kẽm gai đó cũng làm ảnh hưởng tâm lý người ta lắm, cũng làm cho người dân họ có cùng những cái suy nghĩ khác. Cho nên là cái này là mình phải nói là một cái âm mưu của đảng Dân Chủ thật sự, chứ không thể nào mà nước Mỹ mà nguy hiểm tới nỗi mà đồi Capitol mà phải rào kẽm gai, rồi những người lính họ phải gọi là ngủ bờ ngủ bụi, rồi phải đi vào trong gara, rồi bị đối xử gọi là không thể nào tệ hơn nữa, bị phải ăn đồ sống, rồi bị bệnh vân vân, là những cái điều đó chưa bao giờ mà người lính của nước Mỹ mà ở trong thời bình mà lại phải chịu như vậy cả. Cho nên là mình hy vọng là mọi chuyện này sẽ qua rất là nhanh để cho cuộc sống trở lại bình thường, và những cái gây kẽm gai ở đời Capitol là phải được lấy đi, ha quý vị ha. Dạ, và tiếp đến nữa, Mỹ Linh muốn nói đến một bản tin liên quan đến việc là Thượng viện đã xác nhận ông Michael Regan trở thành giám đốc của cơ quan bảo vệ môi trường, gọi là EPA. Dạ đó, và đây là một người da màu đầu tiên làm việc cho cái cơ quan này. Và quý vị thấy ngộ không? Đã nói rồi, hôm nay là Thượng viện làm việc là hết công suất, mở máy tối đa. Dạ, làm việc hết mã lực để mà có thể gọi là gặp ru rất nhiều người hôm nay. Thì ngày hôm nay thì Thượng viện xác nhận ông Michael Regan là giám đốc của EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường. Và đây là một trong những cơ quan quan trọng dưới thời của ông Biden. Quý vị biết rồi, chính sách đầu tiên mà ông Biden ký là liên quan đến môi trường. Để rồi ông ta đang bị tiểu bang Arizona kiện, đang bị 12 tiểu bang khác kiện liên quan tới môi trường, liên quan tới việc khai thác dầu mỏ, liên quan tới việc là ông ta đã ngăn chặn cái đường ống dẫn dầu Keystone XL. Đó, quý vị thấy không?
Thì bây giờ là cái người mà dẫn đầu cơ quan về môi trường chắc chắn là một người sẽ quan trọng ở trong chính quyền của ông Biden. Và ông này đó là đã nhận được sự ủng hộ của Thượng viện với số phiếu là 66 phiếu thuận, 34 phiếu chống để mà ủng hộ ông ta là người da màu đầu tiên lãnh đạo cơ quan về môi trường. Ông Reagan là một người điều hành môi trường hàng đầu của tiểu bang North Carolina năm 2017. Và ông này đã từng phục vụ dưới thời của cựu Tổng thống Trump. Và chính quyền của ông Biden đã gọi là muốn khôi phục lại cơ quan này một cách mạnh mẽ hơn. Và ông này của ông Michael sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nước Mỹ đi trở lại đúng hướng với ngành điện mà không có carbon vào năm 2035. Đạt đến mục tiêu là trung tính carbon luôn tổng thể năm 2050. Dạ, đó tức là khoảng chừng 20 mấy năm nữa thôi là chúng ta là coi như là sẽ hoàn toàn là môi trường là tương đối trong sạch đó. Theo như lời của ông Michael nói, thì trong phiên điều trần được xác nhận vào hồi tháng 2 thì ông Michael Reagan cho biết cái ưu tiên của ông tại cơ quan bảo vệ môi trường sẽ bao gồm là tìm hiểu về khoa học và khôi phục lại các khoa học liên quan thân thiện với môi trường cũng như tính minh bạch của cơ quan này và giúp đỡ các quan chức và các gọi là có những cái tool, có những cái phương tiện đầy đủ để mà có thể hành động một cách kịp thời khẩn cấp để bảo vệ cho khí hậu. Và ông cũng cho biết sẽ có thực hiện một cái gọi là phương án sạch với việc điều tiết khí thải từ những nhà máy là chuyên về nhiệt điện than. Và cho nên quý vị thấy là nó cũng rất là mệt đó thưa quý vị, tại vì nhiệt điện than là bây giờ mình không có đó thì không được. Là bây giờ nếu như mà nhiệt điện than mà không được gọi là giải quyết một cách đúng cách thì sẽ gây nguy hiểm đến môi trường. Nhưng mà nếu không có nhiệt điện than thì không được. Quý vị thấy vừa rồi Texas bị lạnh và không có điện, không có nước. Đó chính là một minh chứng rất là cụ thể cho việc không có đủ nguồn nhiên liệu than, nhiệt điện để cung cấp cho những nhà máy sản xuất điện năng. Quý vị thấy nguy hiểm không? Cho nên chúng ta sẽ chờ coi thì ông Michael Reagan đưa ra những chính sách như thế nào để cân bằng được đầy đủ năng lượng cho người dân mà vẫn là một nguồn năng lượng sạch. Điều này không hề đơn giản. Và chưa kể nữa là phải đầy đủ các công ăn việc làm cho những người kỹ sư hoặc là những người làm việc liên quan đến ngành năng lượng này. Tại vì so far thì ông Biden đã cướp đi khoảng chừng gần 50.000 công việc liên quan đến về môi trường rồi, kính thưa quý vị. Đó, cho nên chúng ta chờ xem nhé. Và quay trở lại với nhà báo Duy Miên, thưa bác. Kính thưa quý khán giả, biết là nếu như mà làm cho nó đúng thì nước Mỹ này sẽ trở thành nghèo mặt rẹp luôn. Tức là tất cả các hãng xưởng đóng cửa hết là không khí sạch liền. Sạch liền mà hồi đó đó là chỉ có bưng cái chén bình bát đi ăn xin thôi. Quý vị thấy nước Tàu nó càng ô nhiễm càng nhiều là tại vì sao? Nhà máy nó chạy tối ngày, khói nó lên, oxy nó ra, oxygen nó ra, thưa quý vị, nó ra đầy hết mà mù mịt luôn. Cho nên cái vấn đề nói cho nó vui miệng là nó là sạch, khí hậu sạch, nhưng mà sạch mà không có ăn, nước Mỹ sẽ chết. Cho nên dân chủ là bịp bộm, nói như vậy thôi mà sẽ không dám. Tại vì các tiểu bang kiện liên tục và rồi cuối cùng là chỉ nói cái miệng, nói mà không lắm, không dám làm. Kính thưa quý vị, hồi nãy cô Mỹ Linh có nói với quý vị một cái tin là Thượng viện làm hai việc ngày hôm nay nhanh. Việc đầu tiên là Bộ trưởng Tư pháp. Quý vị biết Bộ trưởng Tư pháp là giữ một cái ngành về luật pháp. Tất cả những cơ quan công lực đều nằm ở dưới quyền của Bộ Tư pháp. Cho nên Bộ Tư pháp ở Việt Nam mình đó là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa cho là Bộ Nội vụ sau này đó. Thì quý vị thấy là ví dụ như là tất cả những cơ quan FBI này, tất cả những cơ quan báo này kia hay là những cơ quan điều tra của liên bang đều nằm ở dưới cơ quan của Bộ Tư pháp. Và cái tiếng mà ở bên Việt Nam người ta dịch đó thì là người ta dịch cái chữ tổng trưởng lý, cho nên đôi khi người ta không hiểu cái vai trò tổng trưởng lý là gì cả. Thì ở đây nó cũng có một bản tin là ông Bộ trưởng Tư pháp, bây giờ tôi gửi đến quý vị bản tin số 3 ngày hôm nay, là ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida đã chính thức nộp đơn kiện ông Biden đã vi phạm luật liên bang. Ông Bộ trưởng Tư pháp Florida là bà Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida Ashley Moody ngày 9 tháng 3
đã thông báo rằng bà đang theo nộp đơn để kiện lại chính quyền nội các của ông Biden về vấn đề nhập cư nghiêm trọng mà bà cho rằng vi phạm luật liên bang. Tôi đã phát biểu trong tuần này và cảnh báo người Mỹ về thực tế rằng chính quyền Biden đang phớt lờ trách nhiệm của mình trước luật pháp của liên bang, yêu cầu phải trục xuất tội phạm người nước ngoài mà theo luật ở đây là bất hợp pháp, và phải nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa, bà nói với các cơ quan truyền thông. Và thưa quý vị, câu chuyện ông Biden bây giờ bị kiện, nếu như tính chung thì bữa nay là 14, 12, 13, nhiều vụ kiện khác nhau, ít nhất là trên 30 vụ kiện từ các tiểu bang. Có nhiều tiểu bang, ví dụ như là Texas với Florida là kiện tới 2-3 vụ, nhưng bên cạnh đó còn có thêm nhiều tiểu bang khác, trồm trèm trên 30 tiểu bang kiện. 50 mà đã trên 30 tiểu bang kiện thì quý vị thấy là không hợp lòng dân rồi, mà họ vẫn che được hay lắm. Họ che, họ đẩy giống như là những nhà nước độc tài thôi. Và trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và thật sự là chưa có một vị tổng thống nào mới lên cầm quyền mà lại bị kiện te tua tơi tả như vậy. Thực sự là bị kiện quá trời kiện luôn thưa quý vị. Nhưng mà những vụ kiện này á, là mình chỉ mới nghe vậy thôi. Nhưng mà còn có được thụ lý hay không? Thụ lý đến đâu? Như thế nào? Và rồi chính quyền của Joe Biden có thay đổi vì người dân và vì những tiểu bang đó kiện hay không thì mình chưa biết nữa. Đó, biết đâu ăn rơ với nhau lên tòa án tối cao và gọi là tối thưa pháp viện sẽ nói cái này là quý vị gọi là không đủ bằng chứng hay là không đủ tư cách pháp nhân để kiện vân vân. Đó, lúc đó cũng xong thôi, cũng khó nói lắm mà. Mình chờ nha quý vị nha. Nghe kiện vậy nhưng mình chưa biết là những vụ kiện này nó sẽ đi tới đâu. Nó còn một cái quá trình rất là lâu dài, nhưng mà chúng tôi sẽ theo dõi và gửi đến cho quý vị những thông tin. Nhắm cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và quý vị Yến Huỳnh từ Toronto, Canada, hồi nãy là có từ Monterey, Canada cũng đã gọi là theo dõi chương trình, thì bây giờ có chị Yến Huỳnh cũng từ Canada nữa. Và quý vị T Nguyễn Văn nói là có khi nào nhận 2000 trên TV không? Dạ, cái này là nhận thiệt chứ không dám nhận trên TV không đâu, là coi như là hơi phiền đó. Dạ. Quý vị Thắng Trần, Mỹ Linh và Chú Như Miên vui và có duyên quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị Thắng Trần nhé. Dạ, quý vị Thế Nguyễn tại Việt Nam. Dạ, xin chào. Quý vị Cindy Nguyễn. Dạ, hello. Quý vị Cindy Nguyễn là đã share nè, thấy không? Ai mà share là Mỹ Linh thấy liền. Cho nên là quý vị nhớ share dùm chương trình của Mỹ Linh dùm nha. Của Mỹ Linh và nhà báo Như Miên mỗi ngày đó. Cho nên quý vị nhớ share để cho mọi người cùng coi với quý vị nhé. Nhớ share giúp Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn quý khán giả nhiều lắm. Quý vị hãy US Army vì bọn chúng sợ 75 triệu thần dân đang theo ngài Tổng thống Trump và chiếm điện Capitol. Còn chú 7 Joe Biden đâu có ai theo đâu để bảo vệ. Chắc chắn phải cần đến quân đội Hoa Kỳ bảo vệ. Và chắc cũng lo sợ quá. Tiếp đến nữa. Và quý vị Võ Liêu, dạ xin chào. Quý vị là người hay lạ người gì đó. Và có hình anh Tuấn Vũ, mới lên nghĩ chắc anh Tuấn Vũ. Dạ hello anh. Anh MC và em gái và về ông cụ giữ gìn sức khỏe, ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa mãi mãi trường tồn nhé. Dạ, rồi. Thì chắc chắn mình phải cùng nhau mình lên tiếng nói cho sự thật, đúng không? Dạ, anh Steven Phát Nguyễn. Dạ, xin chào. Dạ, cảm ơn anh đã chúc sức khỏe, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, quý vị là người nói là ông ta là người dân chủ gạo cội, không biết lo cho người dân Mỹ. Dạ. Mà thật sự là không có lo, mà lo cho di dân lậu thì lo, mà lo kỹ lắm á. Dạ khổ lắm. Thì sự là lo cho người dân Mỹ thì chưa thấy lo tới đâu hết. Chưa, quý vị, bây giờ đó là bao nhiêu tháng rồi từ bao lâu rồi ông Biden lên nhậm chức đúng không? Đã gần 2 tháng rồi. Nhưng mà chưa thấy ông ta có một chính sách về kinh tế nào hết. Trong khi đó là chính sách mà người Mỹ chờ đợi nhất, quan trọng nhất. Mình phải giải nguy nền kinh tế khi mà bước qua đại dịch COVID-19, tại vì chắc chắn trong năm nay là người dân sẽ được chích ngừa hết thôi, thì phải từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường, thì các cơ sở thương mại họ sẽ phải làm như thế nào, kinh tế giúp đỡ cho họ ra sao, chưa thấy nói nha. Đó, cho nên là mình lo lắng cái đó vô cùng đó, chưa thấy một chính sách kinh tế nào thật sự nổi trội hết đó thưa quý vị. Dạ, quý vị Linda. Dạ, hello. Biden lên không biết có gì tốt không, nhưng xăng dầu thì lên quá, dân California quá buồn. Dạ, buồn thiêu luôn á.
chuẩn bị lên tới 5 đồng bây giờ đó. Dạ, thật sự là sẽ còn lên nữa. Bây giờ đã có thêm ông Michael Regan đó, là giám đốc của cơ quan bảo vệ môi trường. Không biết là lên rồi giá xăng nó lên hay là nó xuống đây nữa. Dạ, bây giờ có nhân vật mới ra còn ham hở làm việc thêm nữa. Trời, không biết như thế nào. Dạ, xem đài mà phải có cô, có chị Mỹ Linh và chú thì là hay. Dạ, cảm ơn quý vị Thảo Huỳnh. Dạ, quý vị Thủy Đỗ, dạ xin chào quý vị Lucky Khỉ, dạ hello. Dạ, quý vị Kỳ Bùi, dạ. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều, hello. Dạ. Dạ, wow, có quý vị Thi Võ cũng từ Toronto, Toronto, Canada nè. Dạ, hay quá, nhiều quý vị từ Canada theo dõi ha. Dạ, có quý vị Hùng Châu từ Đà Lạt nữa. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, có quý vị khán giả hỏi là ông Joe Biden nói đến đâu rồi? Dạ thưa, ngày mai mới phát sóng. Dạ, ngày mai vào cái giờ, người ta nói là giờ run time, thì mình nghĩ là khoảng 8 giờ tối, thì lúc đó ông Biden mới gọi là chính thức để mà lên tiếng. Mình cũng không biết gọi là cái gì, có phải là thông điệp liên bang hay không, cũng không có khẳng định được. Mà là một cuộc họp báo thì cũng không giống họp báo, tại vì họp báo thì phải có báo chí, xong rồi sau đó nói chuyện, rồi báo chí được quyền đặt câu hỏi, thì cái này không có. Nhà nó hơi phức tạp, cho nên mình cứ gọi là một bài nói chuyện của ông Joe Biden ngày mai. Đó thì sẽ có, nhưng mà chúng tôi sẽ tường trình đến cho quý vị nhé. Và cảm ơn quý khán giả và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của VNATV ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng với chúng tôi để theo dõi chương trình này. Và đặc biệt quý khán giả nào đang thưởng thức những bữa cơm tối rất ngon tại nhà hàng phở Oxy, hay là nhà hàng phở Thanh, hay là nhà hàng phở Sài Gòn 8 tại Las Vegas, quý vị nhớ comment vào cho chương trình để My Linh biết là quý vị đang theo dõi nha. Ba nhà hàng đó tại Las Vegas là mở đài 24/24. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những bản tin tiếp theo. Dạ, xin mời bác. Vâng, bản tin số 5 ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là cô con gái rượu của Tổng thống Trump là Ivanka Trump đã lần đầu tiên xuất hiện tại nơi ở mới của cô là tiểu bang Florida. Cô xuất hiện để phát quà cho những người dân nghèo, những người bị khó khăn, gặp khó khăn vì Covid-19. Đây là chương trình mà quý vị còn nhớ là lúc mà Tổng thống Trump còn thì ông phát động một cái chiến dịch kêu là Farmer to Family, tức là giúp đỡ cho những người khó khăn, gặp khó khăn về thực phẩm, về tài chính, khó khăn về đời sống trong cái Covid-19 nó hoành hành ở Hoa Kỳ. Thì chương trình này, thưa quý vị, đã được cô Ivanka, quý vị nhìn thấy cô ôm quà, ôm những nông phẩm đến cho những người ở bên Florida. Đây là một cái đánh dấu để cho biết rằng công việc của Tổng thống Trump lo cho người dân, những người ở bên cạnh ông, những người trong cái bộ tham mưu của ông luôn luôn có mục đích là phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Mà xuyên qua những tin tức hay là những hình ảnh, những hoạt động này, chúng ta nhìn thấy ông Trump không có ngồi yên, ông vẫn làm việc. Cái bộ máy ủng hộ ông, bộ tham mưu của ông vẫn có những chương trình để gần gũi với người dân. Chúng ta thấy là ít có một ông tổng thống nào khi về hưu mà còn phải bận tâm đến đất nước như ông Trump. Đây là một điều đáng khen. Chúng ta chờ mà cũng may là ông ít có dịp xuất hiện, cho nên không thấy những khuyết điểm của ông. Không thấy ông nói nhiều, không thấy ông quá hung hăng. Mà giờ này người ta càng ngày càng thương và càng nhớ, càng tiếc ổng, tại vì ngó vậy chứ người ta nhớ ổng lắm. Không biết là quý vị có nhớ không? Hình như là bây giờ chúng ta đang thấy một hình ảnh một Tổng thống Trump đầm tính hơn. Dạ, chứ mà lúc mà khi mà nhớ thời mà Tổng thống Trump năm 2016 mà mới nhậm chức, 3 tháng đầu tiên, trội rất, phải nói là hơi ngông cuồng phải không? Mà hơi mạnh mẽ quá và hơi khác biệt quá. Đó, cho nên chính cái sự khác biệt đó nó làm hơi đối chọi. Và chúng ta thấy, ủa, sao mà thay người liên tục, coi như là mình chưa kịp nhớ tên bộ sợ cái những người làm việc của ông là đã thay rồi. Có nghĩa là thấy ông thay người nhiều rồi, thấy thay đổi nhiều rồi, xong rồi có vẻ gì đó nó hơi khác biệt so với tổng thống khác, làm cho mình hơi e ngại. Nhưng mà dần dần thì chúng ta mới càng yêu mến hơn, dần dần mới thấy được cái khác biệt đó mới đúng là Donald Trump. Tại vì rõ ràng ông không phải là một chính trị gia, không phải là một người gọi là
giống như là một người làm chính trị lâu năm, hay là một người cội rễ trong chính trị, mà là một thương nhân, một thương gia đi làm chính trị, cho nên nó có cái nhìn khác và nó mới mẻ, cho nên là mình thấy hơi lạ lạ, nhưng mà dần dần mình lại thấy là nó có cái hay, và dĩ nhiên là nó thật sự nó hữu ích cho người dân hơn. Tại vì rõ ràng ông cũng chính từ những người dân đi lên, rồi cũng nhìn thấy được những cái mà chúng ta cần, thì cho nên phục vụ cho người dân nó hữu hiệu, phải không quý vị? That's why mình thích. Chứ lúc đầu mà mình chưa quen á, mình cũng cảm thấy hơi khó chịu đó. Thực sự lúc đầu phải lên cũng thấy hơi khó chịu, là tại vì sao mà nói cái gì đó nó hơi ngông cuồng, rồi ít thân thiện. Nhưng mà dần dần thì mình mới thấy, cái đó là cái điều cần thiết mới thay đổi được. Chứ đôi khi cũng phải giống như là Hitler vậy đó, nó phải gọi là mạnh mẽ một chút xíu, chứ còn mà gọi là hiền hiền quá khó mà làm được, phải không quý vị? Dạ, đôi khi là mình phải hung bạo chút xíu, phải mạnh mẽ, phải cương quyết chút xíu thì mới được đó. Dạ, tiếp đến nữa nha, là nói đến bản tin là chúng ta thấy là Tổng thống Trump lại có một vụ kiện liên quan tới ông nữa, đó là Tổng thống Trump đang bị giống như soi mói và gọi là tìm hiểu thêm về một cuộc gọi của ông mà đã nói chuyện với lại một người kiểm tra phiếu bầu ở tại Georgia. Cái cuộc nói chuyện này thì trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, và cuộc nói chuyện đó bây giờ mới được tờ Wall Street Journal đưa ra. Dạ, sao Tổng thống Trump nói hay bị thu âm? Và bây giờ thì không sớm không muộn thì đến bây giờ tờ Wall Street Journal mới đưa ra cái đoạn ghi âm đó, kính thưa quý vị. Dạ, và chúng ta thấy được rằng là cái tờ tạp chí Wall Street Journal ngày thứ tư đã đưa một đoạn ghi âm về Tổng thống Trump đã liên tục nói là tuyên bố rằng mình đã chiến thắng ở trong cái cuộc bầu cử, và không có công nhận cái chiến thắng của ông Biden, và nói rằng là có một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra, và khi có được một câu trả lời chính xác được đưa ra thì bạn sẽ được khen ngợi. Đó là câu mà Tổng thống Trump đã nói với lại cái người kiểm phiếu ở tại Georgia. Và Tổng thống Trump nói với lại cái người này tên là ông Watson: tôi có thể bảo đảm với bạn rằng nhóm của chúng tôi, tức ông Watson trả lời với Tổng thống đó, là tôi có thể bảo đảm với Tổng thống rằng nhóm của chúng tôi, tức là cơ quan điều tra Georgia, và chúng tôi sẽ quan sát sự thật và tìm kiếm thông tin dựa trên sự thật, nhưng mà cuối cùng có tìm hay không thì mình không biết. Và cái cuộc điện thoại đó của Tổng thống Trump đã gọi là bị ghi âm rồi và được đưa ra, nhưng mà bây giờ chưa có bất kỳ bình luận nào từ Tổng thống Trump hết. Và nếu quý vị biết, cái cuộc gọi của Tổng thống Trump với là ông Raffensperger một tiếng đồng hồ cũng bị cắt xén, cũng bị đưa ra, rồi cũng nói, rồi bây giờ gọi là điều tra hình sự đối với cái cuộc gọi là cuộc gọi đó vẫn đang bị điều tra nha quý vị, chưa kết thúc nha. Vẫn đang bị điều tra hình sự về cuộc gọi đó. Thì bây giờ có thêm một cuộc gọi tiếp theo và đó. Và bây giờ nói rằng là bây giờ một điều tra viên của Georgia đã nhận được cuộc gọi của Tổng thống để mà nói rằng Tổng thống đã yêu cầu như vậy, tức là phải tìm ra sự thật. Rồi ông không tin rằng là ông Biden chiến thắng, mà là bên Tổng thống Trump mới là người chiến thắng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ coi thử cuộc điều tra này nó sẽ đi đến đâu. Mà thường á, là họ nói vậy thôi, nhưng cuối cùng nó sẽ không đi đâu về đâu hết. Ngộ với đó lúc là gọi là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa, là tức là lúc nào mà điều tra cũng nói vang dội hết, nói dữ dội lắm, là là sẽ thế này sẽ thế kia, sẽ điều tra hình sự này hình sự nọ, tội này tội kia, rồi đã ghi âm hết. Nhưng mà cuối cùng thấy dần dần cái nó im lặng và tự nhiên cái chìm vào quên lãng, và cuối cùng cái điều tra nó biến mất luôn đó. So far thì thường là như vậy, cho nên bây giờ mình không biết rằng là cái cuộc điều tra này nó sẽ diễn ra tới đâu nữa, kính thưa quý khán giả. Và quay trở lại với nhà báo Dương Miền, thưa bác. Kính thưa quý khán giả, khi mà nói chuyện này thì có lẽ tại vì ngày mai không có cô Mỹ Linh, cho nên tôi phải nói trước cái này chút xíu cho quý vị. Tại vì cái chuyện nó nóng ở bên nước Anh, mà nó nóng vì câu chuyện của công tước, cũng như là cái người phối ngẫu của cô là tài tử Hollywood đã làm cho một người dẫn chương trình, mà nó có liên hệ đến chúng tôi. Lý do tại sao? Thưa quý vị, ông Pierre Morgan là người dẫn chương trình cùng với một người phụ nữ khác, giống như là chúng tôi và cô Mỹ Linh như thế này. Trong cái chương trình nó kêu là Good Morning Britain, tức là chào buổi sáng nước Anh. Thưa quý vị, cái Good Morning này nó có tới 4 cái chương trình nổi tiếng trên thế giới. Hồi chiến tranh Việt Nam thì Good Morning Việt Nam là một chương trình dành cho lính Mỹ, rất là nổi tiếng, và người dẫn chương trình đó nổi tiếng luôn.
rồi có đài ABC tại Hoa Kỳ, họ có làm chương trình Good Morning America, và đài VNA TV của chúng tôi đó, thì ban giám đốc quyết định làm Good Morning Việt Nam America. Quý vị thấy không? Bây giờ bên Anh họ cũng có một cái chương trình là Good Morning Britain, tức là nước Anh chào buổi sáng, thì viết tắt nó cũng gần gần giống nhau như vậy. Thì thưa quý vị, cái ngày hôm nay đó thì cái người mà thay thế ông Pierre Morgan chưa có, nhưng mà cái cô mà co-anchor, tức là cô host cho cái chương trình, thì cô tạm thời cô thế đó, thì cô tôn trọng ý kiến của Pierre Morgan. Ông nói rằng cái chỉ trích của ông đối với lại cô tài tử, bà công tước này đó, là quyền tự do ngôn luận. Không có ai có quyền để chia vô trong cái chuyện mà ông bày tỏ cái ý kiến. Tại vì ông nói thế này, Mỹ Linh, ông nói là tôi không tin rằng những điều mà cái cô này nói là vì như thế này thì thế nọ. Cô có lúc muốn tự tử khi ở trong hoàng gia. Và một yếu tố như hồi sáng chúng tôi trình bày với quý vị, cô có nói rằng người ta đánh giá rằng tại vì cô có một tí dòng máu da đen cho nên bị hoàng gia đối xử một cách nghĩa là kỳ thị. Thì ông cũng không tin cái này luôn. Thì làm khiến cho 43 cái comment, 43.000 cái comment gửi vô để phản đối. Cho nên ban giám đốc mới quyết định là giống như là cho ông tạm nghỉ việc. Thì ông có tuyên bố là ông bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận để ông ra đi. Và ông đưa cái hình của ông Thủ tướng Churchill lên để mà chứng tỏ là quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng được tôn trọng. Quay trở lại với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có tu chế đa số 1 là quyền tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ cũng vẫn đương bị thách thức bởi phe Dân Chủ và cánh tả. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, kính thưa quý vị, thì tranh thủ thời gian trước khi mình kết thúc chương trình thì Mỹ Linh gửi đến cho quý vị bản tin liên quan đến ông Gavin Newsom. Thì nếu như mà chúng ta hàng năm đó, Tổng thống sẽ đọc thông điệp liên bang, thì các tiểu bang cũng sẽ có thông điệp tiểu bang của mình. Và dĩ nhiên là người thống đốc là sẽ là người đọc cái thông điệp tiểu bang đó. Các thành phố họ cũng có nha quý vị, các thành phố cũng có cái thông điệp của tiểu bang của thành phố của mình. Thì hôm nay ông Gavin Newsom, ngay tại một cái studio, một cái stadium chứ, tức là một cái sân vận động lớn ha. Và lúc đó thì không có người nào ở trên khán đài hết. Thì ông Gavin Newsom đã quay một cái đoạn video clip như một cái thông điệp của tiểu bang. Và cái đó là sân vận động của đội Dodge. Thì ông ta đã đến để mà thực hiện cái đó và đọc thông điệp tiểu bang của mình. Thì ông ta nói rằng là bây giờ đó, ông ta nói rằng chúng ta sẽ không thay đổi hướng đi chỉ vì một vài người phản đối và những người theo chủ nghĩa tận thế. Vì vậy, đối với những người chỉ trích California, những người đang thúc đẩy việc chiếm đoạt quyền lực của đảng phái và những định kiến lỗi thời mà bác bỏ những thứ khiến cho California thực sự vĩ đại, chúng tôi nói thế này, chúng tôi sẽ không bị phân tâm trước những phát súng và nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ trở lại. Đây là một cái cuộc chiến vì tương lai của California. Ông ta đang thách thức những người mà đang bỏ phiếu chống lại ông. Đó. Ông ta nói ông ta không bận tâm. Và ông ta còn nói rằng chúng ta sẽ không bị phân tâm trước những phát súng. Nói là đây chúng ta giống như những phát súng thôi, chứ không có gì hết. Quý vị thấy ghê chưa? Dạ, mà rõ ràng ông ta coi thường. Và ông ta đáng lẽ cảm thấy lo lắng, ông ta còn nói không, chúng ta không làm về chúng ta, đây chỉ là đang là một cuộc chiến vì tương lai thôi. Và họ nói chúng ta, những người chỉ trích đó là đang thúc đẩy việc chiếm đoạt quyền lực của đảng phái và những định kiến lỗi thời. Đó, nói chúng ta vậy đó thưa quý vị. Cho nên là thật sự ông ta không hề cảm thấy hối hận và cũng như là không hề cảm thấy lo sợ trước một cái cuộc recall thật sự rất là lớn mà ông ta đang phải đối diện, mà còn nói hung hăng như vậy ở trong cái bài diễn văn được đọc ngay tại Dodger Stadium, một cái sân vận động rất là lớn và dĩ nhiên không có ai hết. Thì trong bản tin số 5 thì Mỹ Linh có cái video clip đó, nhưng mình cũng gần hết giờ rồi. Quý vị thấy mặt ông ta cũng quen rồi, cũng không có gì đấy ra mà thật sự là Mỹ Linh không biết là ông ta có nhận ra là mình sai hay không, hoặc là có xin lỗi hay không. Nhưng mà thật sự ông ta nói như vậy và chính Mỹ Linh nghe Mỹ Linh cũng cảm thấy bực bội khi mà ông ta không hề cảm thấy hối hận nào hết. Mỹ Linh, Mỹ Linh, calm down.
Ok, tại vì ông Newsom này á, cái bản tin ngày hôm nay đó thì Mỹ Linh tường trình một cách đúng, hoàn toàn đúng, ông cũng giả bộ nói như vậy, nhưng mà ông có một cái câu như thế này là tôi biết cái tiến trình của chúng tôi không phải lúc nào cũng đủ nhanh và hãy nhìn xem chúng tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã phạm sai lầm nhưng chúng tôi sở hữu chúng tôi học hỏi từ chúng và chúng tôi không ngừng cố gắng. Tức là ông cũng có cái cách để vuốt ve cái người dân của California, tức là ông cũng nói cứng là này là đảng phái là tôi như này kia, nhưng mà ông cũng có nói là ông cũng có những cái sai lầm, ví dụ như Dạ. cái sai lầm về vấn đề mà mở cửa lại nhanh hay chậm hay đi ăn ở nhà hàng mà người ta nhìn thấy đó Mỹ Linh, tức là Dạ giống ông như cũng phải có một cách vuốt ve. chiều chiều vừa đắm vừa Đó xoa. là đúng rồi, Dạ. cái này là xoa đó, cái này là xoa Dạ cảm ơn giải quý khán nhiệt. giả rất nhiều. Dạ kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an, thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nha. Chúng ta hết giờ rồi. Cảm ơn quý khán giả, xin chào tạm biệt.